Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ nói Trung Quốc cần làm rõ điều chỉnh tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Nam Á cho rằng những lời khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với nhiều nơi ở Biển Đông không phù hợp với luật quốc tế và cần phải làm sáng tỏ hay điều chỉnh lại. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu như toàn bộ 3,5 triệu km vuông tại Biển Đông vì cho rằng Trung Quốc có quyền về phương tiện lịch sử trong vùng lưỡi bò chín đoạn. Việt Nam, Phi Luật Tân, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền một phần vùng này. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội hôm qua, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Danny Russo nói rằng, bất cứ việc dùng đường lưỡi bò chín đoạn nào để tuyên bố chủ quyền trên biển đều dựa vào các đặc điểm trên bộ, như là đường ven biển hay hải đảo của một quốc gia. Ông Russo nói, bất cứ tuyên bố chủ quyền vùng biển nào của Trung Quốc không căn cứ vào đất liền đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc có thể nêu rõ việc nước này tôn trọng luật quốc tế bằng cách làm rõ hay điều chỉnh việc tuyên bố chủ quyền để phù hợp với luật biển quốc tế. Ông Russell nói, có những mối lo ngại ngày càng tăng là Trung Quốc đang dần dần khẳng định quyền kiểm soát vùng này, bất kể sự phản đối của các nước láng giềng. Ông viện dẫn một số hành động mới đây của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng. Ông Russell nói thêm là những hành động này bao gồm việc tiếp tục hạn chế việc tiếp cận bãi cạn Scarborough, gây sức ép đối với sự hiện diện lâu năm của Phi Luật Tân tại bãi cạn Second Thomas và mới đây cập nhật những quy định về đánh cá tại vùng biển tranh chấp trong Biển Đông.